Thưa quý vị, Tòa án Tội phạm Quốc tế đã tha bổng một lãnh thổ Congo vì không đủ bằng chứng buộc tội, tin từ Héc Hà Lan. Hôm thứ Ba, Tòa án Quốc tế ICC tại thủ đô Héc tuyên bố, thủ lãnh lực lượng vũ trang Congo Ndzolo Chui đã hoàn toàn vô tội và được tha bổng. Sau nhiều ngày tố tụng, công tố viên Tòa án Quốc tế đã không đưa ra những bằng chứng để chứng minh thủ lãnh. Ndzolo đã trực tiếp ra lệnh giết hại một bộ tộc trong suốt cuộc nội chiến Congo cách đây 10 năm. Chánh án ICC nói rằng công tố viên đã đưa ra những bằng chứng trong suốt thời gian tố tụng và tranh cãi, nhưng các bằng chứng này đều không liên quan và có tính cách thuyết phục thủ lãnh Ndzolo dính líu tới các vụ tấn công thảm sát giết hại dân làng Congo. Tuy cơ quan công pháp quốc tế ICC tuyên án ông Ndzolo vô tội, nhưng vẫn chưa ấn định ngày nào Ndzolo được trả tự do. Thủ lãnh Ndzolo đã bị bắt và giam giữ tại nhà tù quốc gia Hà Lan kể từ năm 2008. Phát ngôn nhân chính phủ Congo nói rằng không có lý do gì ngăn cản Ndzolo trở về nước sau khi được trả tự do, nhưng phải chờ đợi sự phán quyết sau cùng từ chánh án ICC và những văn bản thủ lãnh Ndzolo được hoàn toàn trả tự do. Nhiều chuyên gia phân tích tội phạm tình hình sự cho rằng đây là một trong những trường hợp hiếm hoi một thủ lãnh Congo được tòa án tuyên bố không phạm tội và được tha bổng. Rất ngạc nhiên vì các công tố viên ICC dày dạn kinh nghiệm đã không đưa ra đầy đủ các bằng chứng hoặc không có tính cách thuyết phục tới chánh án ICC.